Tiếp nối chương trình sẽ là những thông tin thời tiết từ biên tập viên Quỳnh Anh. Vâng, xin chào chị ạ. Ngày hôm nay thì Hà Nội trời lạnh nhưng mà có nắng khá là dễ chịu. Vậy thì không biết là diễn biến thời tiết vào đêm và tối nay thì sẽ như thế nào? Dạ vâng, đến tối và đêm nay thì sẽ là một cái cảm giác khác hẳn đấy ạ. Vì dưới bầu trời ít mây như bây giờ thì hiện tượng phát xạ nhiệt sẽ khiến cho nhiệt độ giảm sâu, nhất là khu vực vùng núi Ba Vì Sơn Tây thì chỉ khoảng 16 độ. Với khu vực trung tâm cũng như là Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, Thanh Oai, Thường Tín, Ứng Hòa là 17 độ, chỉ riêng có Phúc Thọ, Hà Đông là 18 độ. Nhiệt thấp lại cộng với gió liên tục thổi cấp 2 đến cấp 3 thì cảm giác rét thấy rõ. Chuyển sang thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh, trong suốt tối và đêm nay, dự báo trời không mưa và có gió mát thổi nhẹ. Nhiệt độ cao nhất lúc này là vào khoảng 28 độ, thế nhưng đến gần sáng mai thì nhiệt độ sẽ giảm mạnh xuống còn 24 độ. Đi ngoài đường thì quý vị sẽ cảm thấy se se lạnh. Vừa rồi là những thông tin thời tiết nổi bật nhất, còn bây giờ chúng ta hãy cùng quay trở lại với chị Quỳnh Nga.